chữ phi hành gia NASA phần 3, khám phá cuộc sống của phụ nữ trong vũ trụ. Trước khi tàu con thoi cất cánh, mọi người đều tưởng tượng khi ngồi trên bệ phóng với 3.500 tấn nhiên liệu tên lửa bên dưới, các phi hành gia sẽ cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng, nhưng sự thật là khoảng 2 giờ sau khi lên được trên tàu con thoi và chờ đợi cất cánh, họ sẽ không có việc gì để làm và thậm chí nhiều người còn giết thời gian bằng cách đi ngủ. Các phi hành gia sẽ ở trạng thái như bị gói trong bao khoai tây, trong khi hệ thống sẽ tiếp tục với hàng nghìn lượt kiểm tra trước khi phóng. Một tàu con thoi sẽ mất khoảng 8,5 phút để lên quỹ đạo bay và tăng tốc dần cho đến khi đạt vận tốc là 28.000 km một giờ. Khi tàu con thoi ở trong quỹ đạo, lúc này các phiên gia đã thực sự ở trong quỹ đạo. Ở môi trường không trọng lực, các chất lỏng của cơ thể sẽ chảy ngược lên đầu, và dày lép kẹp, trong khi cảm giác cơ thể sẽ cao hơn khoảng 5cm. Tuy nhiên, môi trường không trọng lực cũng sẽ có một số bất lợi. Khi chất lỏng trong cơ thể chạy ngược về hướng bắc, phi hành gia sẽ cảm thấy đau đầu khủng khiếp và nhiều người còn có cảm giác buồn nôn. Để loại bỏ cảm giác này, chúng tôi phải bình tĩnh và cố gắng để hệ thống thị giác định vị được phía trên và phía dưới. Trong một vài ngày dạ dày mới ổn định trở lại và bắt đầu có cảm giác muốn ăn. Trên tàu con thoi hay trạm vũ trụ quốc tế ISS các phi hành gia không có cách nào để nấu nướng, thức ăn đã được nấu chín sẵn, sau đó làm thành dạng khô hay đóng gói chân không và có thể cho thêm nước, làm nóng hay giữ nhiệt bằng lò. Vì không có tủ lạnh nên thực phẩm tươi sống không thể bảo quản. Trải nghiệm kỳ lạ nhất Ngủ, điều tưởng chừng như đơn giản nhất trên trái đất lại là một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất khi ở trên không gian. Trong tàu con thoi, túi ngủ được buộc lên tường, mặt sàn hay bất kỳ nơi nào túi ngủ có lỗ nhỏ để xỏ tay vào, do đó các phi hành gia có thể vươn tay ra ngoài và thắt chặt dây velcro lại để cảm giác an toàn bên trong. Sau đó họ buộc đầu vào gối, cho phép cổ nghỉ ngơi. Sang giữa của tàu con thoi được coi như giường ngủ riêng vì không ai làm việc ở đây khi không thực hiện các hoạt động ngoài không gian. Đây là nơi lạnh nhất trên tàu con thoi, nhiệt độ khoảng âm 6 độ C. Những người thường mới lo lắng thực hiện nhiệm vụ, do đó đôi khi họ sẽ mất hàng ngày hoặc hàng giờ để hoàn thành công việc trước khi có thể dừng lại, ngắm mặt trời mọc. Trong quỹ đạo, phi hành gia có thể nhìn thấy hiện tượng này 16 lần một ngày. Ở trên tàu con thoi trong không gian, phi hành gia có thể liên lạc với mặt đất và gửi email. Giải quyết nhu cầu cá nhân Theo nhà khoa học Hank Green ở Montana của Mỹ, các phi hành gia giải quyết nhu cầu vệ sinh như một hệ thống hút chuyên dụng. Một số chất thải của họ sau đó sẽ được tái sử dụng cho các hệ thống thiết yếu đối với cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Trong không gian, các phi hành gia phải thích nghi với một khe hở rộng khoảng 10cm để đại tiện họ sẽ phải hết sức cẩn thận để ngồi nguyên vị trí và đảm bảo không chất thải nào có thể thoát ra ngoài để giúp các phi hành gia làm thành thục việc này cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa đã chế tạo một bồn cầu có gắn một camera bên trong để họ có thể tập luyện ngồi vệ sinh chân xác. việc tiểu tiện của các phi hành gia được thực hiện như một hệ thống khác mỗi người trong số họ đều được trang bị các ống phễu tiểu tiện cá nhân gắn vào một bộ chuyển đổi ống khi một phi hành gia sử dụng ống phễu các quạt sẽ hút nước tiểu đổ vào một bồn nước chứa thải các nửa phi hành gia có thể áp các ống vẹo trực tiếp vào cơ thể để hệ thống hút thực hiện nhiệm vụ còn lại. Bồn cầu trên trạm ISS có thể có giá lên đến 19 triệu đô la Mỹ, trong khi toàn bộ nhà vệ sinh tiêu tốn đến 250 triệu đô la Mỹ. Năm 2008, các phi hành gia đã bắt đầu dùng một hệ thống mới có thể thanh lọc và chân cất nước tiểu thanh nước. Nước tiểu sau đó có thể được tái chế và sử dụng để uống hoặc tắm rửa. Trở về mặt đất Sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ ngoài không gian, các phiên gia sẽ trở về mặt đất tuy nhiên cảm giác trở về này không dễ chịu như mọi người vẫn nghĩ tay trong hay còn gọi là inner ear là bộ phận giúp con người cân bằng trên trái đất và về cơ bản sẽ tạm dừng hoạt động trong suốt quá trình không gian khi phiền gia trở lại trái đất chúng sẽ trở nên nhạy cảm đến khó tin khả năng cân bằng dường như mất đi và sẽ phải học lại cách di chuyển trong môi trường có lực hấp dẫn khi qua đầu các phiền gia có thể sẽ bị ngã các cơ không sử dụng trong thời gian dài sẽ phải được điều chỉnh lại để thích nghi với hoạt động hàng ngày như đi bộ, đứng hay cầm nắm đồ vật. Quá trình này có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. vài tuần.